Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 2 token Rina nè các bạn. Con này cao 2 các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà đăng tắt chatbot nè. Chương trình góp này nó chỉ cần đâm cho 1.400 winner may mắn nha các bạn. Rồi, các bạn lưu cấp tra nha các bạn. 626 chatbot nè. Rồi, bạn muốn continue nha các bạn. Rồi bấm 126. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group nè. Mình join rồi, cái một mình đã tập rồi. Tiếp tục trên tiếp kênh seller nữa các bạn join sao nè. Các bạn đáp nè. Tiếp tục follow từ Twitter và bot nè. Theo dõi. Mạng lát với ta. Rồi các bạn like nè, các bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn bắt đầu kênh nè các bạn. Rồi các bạn bấm don nha các bạn. Rồi bấm don. Rồi các bạn điền username tại Twitter mình nha các bạn. À còn winvnn chính lần này tập nữa thôi gọi luôn. Rồi tiếp tục các bạn chọn tiếp kênh channel các bạn. Rồi chọn xong bấm don. Rồi tiếp tục gọi địa chỉ với bên bia sao Machen B20 trên dưới chocolate cho các bạn nè. Rồi sau đó bạn gì lên game chia sẻ trong bạn thằng nó kiếm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây mới kết thúc, mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo tụi mình nha.